Hải Như mất tích, bố nạn nhân đưa ra tuyên bố cứng với người nhà Tống Nguyên Tiến. Vụ việc Hải Như mất tích đến nay đã gần 2 tháng, nhưng hầu như công cuộc tìm kiếm không có kết quả gì. Tình hình mới nhất hiện nay đó chính là cơ quan công an, cảnh sát cơ động đã ra quân điều thêm cả chó nghiệp vụ để rà soát tổng lực, quyết tìm ra được Hải Như. Người cha 47 tuổi chia sẻ trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 19 giờ, đội cảnh sát tìm kiếm con gái ông quanh khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chân Mỹ. Chó nghiệp vụ cũng được lực lượng chức năng huy động để tăng cường tìm kiếm tại các địa điểm như sông, hồ, ao làng, bãi tha ma. Đội cảnh sát đặc biệt kiểm tra khu vực núi ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn chưa ra thêm manh mối mới. Ngoài ra, với những nghi vấn được đặt ra về sự mất tích của Hải Như có liên quan đến người yêu cũ, ông Tuyên cho biết cảnh sát đã cử lực lượng kiểm tra trước cửa nhà TNT sinh năm 1997 là người yêu cũ của Hải Như. Người này trước đó có mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm với Hải Như và từng chặn đường hành hung cô gái. Đội cảnh sát lấy mẫu đất từ xe của Hải Như để dò địa điểm, đồng thời cũng lần theo định vị những nơi con gái tôi đi qua. Kết quả chưa thấy gì mới, nhưng gia đình tôi nhất định không bỏ cuộc, phải tìm ra con gái đến cùng. Ông Tuyên nghẹn ngào. Tôi không thể khóc nữa rồi, cứ nhìn ảnh con là lòng tôi đau xót. Không biết con đang ở đâu, gia đình cũng xác định phần nào tâm lý, con gái đã lành ít dữ nhiều. Cha của Hải Như rơi nước mắt. Ông Tuyên cũng tuyên bố, nhất định sẽ phải tìm được con gái, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, để gia đình được an ủi, mà những kẻ gây ra sự việc này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Rất mong các bạn sẽ share, chia sẻ những thông tin về Hải Như để vụ việc không bị chìm lắng và những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.